nào mà mẹ nghĩ là có nhiều người bị mắc nhất ở Việt Nam? Sao ạ, mẹ vậy? Cứ ung thư còn ở Việt Nam thì có bây giờ 5 cái ung thư mà phổ biến nhất, thì ung thư vú là một trong những cái mà ung thư được liệt vào là ung thư nhiều nhất ở Việt Nam. Thế mẹ có biết cái nguy cơ mà gây ra ung thư là như nào không? Là một cái nguyên nhân là mất ngủ. Mà ngủ khuya, thức khuya nhiều đấy là cũng gây ung thư. Đấy. Rồi, ok. Xin chào mọi người. Xin chào. Các bạn hôm nay thì cái background nó có khác không ạ? Thế lý do của ngày hôm nay vì sao mà Ly ngồi ở đây để Ly làm clip với xung quanh là cả một cái mớ hỗn độn này cùng với lại cái gọi là kinh khủng này. Ly đã suy nghĩ rất là nhiều là ngồi nói chuyện như thế nào. Tuy nhiên là sau khi mà cái set quay của ngày tối ngày hôm qua thì Ly không hề ưng ý. Thì sau đó Ly mới suy nghĩ và Ly nhận ra rằng là hình như Ly missing something. Ly đã missing cái gì? Ly cũng đã tham gia tuyên truyền cùng với lại Hội Phụ Nữ Kiên Cường để đi tuyên truyền ở chi hội phụ nữ ở các phường, các quận ở trong thành phố Hà Nội cũng như là ở các tỉnh. Nhưng mà Ly đã quên mất một điều, hình như là những người xung quanh mình như em Ly hay mẹ Ly đều không nắm được những cái kiến thức cơ bản nhất, những cái nguy cơ cơ bản nhất để dẫn đến ung thư vú. Thế nên ngày hôm nay Ly sẽ mời em gái Ly để ngồi nói chuyện cùng với lại Ly. Ly sẽ đưa ra một số câu hỏi để test xem là nó có thực sự nó hiểu về cái nguy cơ ung thư vú không. Cái video clip này nó sẽ hơi dài một tí xíu, thế nên là mọi người cùng stay tuned cho đến cuối clip của Ly nha. Ok, và không nói nhiều nữa, chúng mình cùng bắt đầu nào. Đây là em gái Ly, nó tên là Mai Ly. Còn mình là Trà Ly. Thì ngày hôm nay mình sẽ phải test nó. Thì cái câu hỏi đầu tiên cũng là cái câu hỏi nó mang tính vô cùng đơn giản. Ung thư vú là gì? Ung thư vú là khi phát hiện bị u. Ung thư vú là không lành tính thì là ung thư. Người đều biết là khi mà ung thư vú nghĩa là bị ung thư ở đây và ở đây, đúng rồi, ở hai bên vú của mình. Ly sẽ đưa ra một cái định nghĩa cái mang tính chuyên môn một chút. Ung thư vú khởi phát khi các tế bào trong vú bắt đầu phát triển không kiểm soát được. Các tế bào này hình thành một khối u ác tính, có thể xâm lấn vào các mô xung quanh và di căn tới các khu vực xa hơn của cơ thể. Cũng giống như các ung thư khác thì ung thư vú cũng có rất là nhiều giai đoạn từ 1 đến 4. Thì ở cái 1 và 2A thì thường là sẽ chưa có di căn, nhưng mà từ 2B đến đổ đi thì sẽ có di căn xa hơn. Và càng di căn xa hơn thì cái mức độ nặng nó càng tăng lên và cái khả năng sống còn sẽ lại giảm xuống. Câu hỏi tiếp theo, ung thư vú thì bắt đầu ở đâu? Ung thư vú thì bắt đầu ở vú. Đúng rồi, ung thư vú thì bắt đầu đơn giản là bắt đầu từ vú, nhưng mà như chỗ nào của vú, từ những cái điểm nào của vú? Xung quanh bầu vú. Đấy, thấy chưa? Nó chả biết cái gì cả. Mình là chị, mình bị ung thư vú, mình đi tuyên truyền nhưng nó chả biết cái gì cả. Sau khi mà Ly bị ung thư vú, mà khi mà Ly bắt đầu vào bệnh viện điều trị thì có khá là nhiều người ở xung quanh, người ta hỏi là Ly đã có gia đình chưa, Ly đã sinh con chưa. Và khi mà biết là Ly chưa sinh con thì mọi người đều ngạc nhiên là vì sao Ly chưa sinh con mà Ly đã bị ung thư. Ung thư vú thì thường bắt đầu ở ống dẫn sữa, ở các tuyến tạo sữa. Và một số ít ung thư thì bắt đầu ở các mô khác ở trong vú. Các ung thư này được gọi là sarcoma và lymphoma. Những cái ung thư đấy thì thực sự không được cho là ung thư. Đang cho con bú rất là dễ bị ung thư này. Không phải là đang cho con bú là dễ bị biến ung thư sữa. Thế thì cắt hôm trước. Đấy, lại thêm một cái thành phần nữa là nó lại không hiểu về các nguy cơ gây ung thư. Có những nguy cơ nào? Không biết. Các nguy cơ gây ung thư vú bây giờ thì sẽ được chia làm 3 loại. Nguy cơ liên quan đến lối sống, nguy cơ không thay đổi được, và cái nguy cơ cuối cùng đó là các nguy cơ có ảnh hưởng nhưng mà nó chưa mang tính rõ ràng và chưa được xác nhận một cách rõ ràng nhất. Theo suy nghĩ của Ly thì những cái nguy cơ mà không thay đổi được thì nó sẽ là như nào? Là những cái nguy cơ gì? Mỗi di chuyển là có thể không thay đổi được, còn ngoài ra thì không rõ. Kiến thức vô cùng hạn hẹp.
Thì Ly sẽ nói sâu hơn về các nguy cơ không thay đổi được. Cái nguy cơ đầu tiên ở trong cái nguy cơ không thể thay đổi được đó là mình mang tính giới tính, đó là mình là người phụ nữ. Là mình có nguy cơ bị ung thư nhiều hơn. Chính xác. Cái thứ hai đó là tuổi tác. Nữ mà thường mà trên 50 tuổi thì sẽ có nguy cơ bị ung thư vú cao. Đó là cái gen di truyền. Con này nó đã đúng rồi. Em Ly nó nói đúng rồi. Đó là gen di truyền. Thì 5 đến 10% ung thư vú là do đột biến gen BRCA1 và BRCA2. Cái này có vẻ em này không chịu được. Khoa học. Cái này nó mang tính chuyên môn quá nên là mình chỉ nhắc lên để cho các bạn biết thôi nha. Cái nguy cơ mà không thay đổi được tiếp theo đó là tiền sử gia đình có người bị mắc ung thư vú. Có nghĩ đến cái đấy chưa? Không, cái di truyền nó là khác, cái gen di truyền nó là khác. Còn cái tiền sử mà người bị mắc bệnh ung thư vú trong gia đình hoặc trong họ hàng. Trong họ hàng. Như tiền sử nhà mình chưa có ai. Cũng không biết. Mình cũng không biết là có ai không. Không biết. Thì có một người họ hàng ở đời thứ nhất. Đời thứ nhất là gì? Đời F1 á. Đời F1 thì sẽ là mẹ này, em gái này, con gái này mà mắc bệnh thì cái nguy cơ bị ung thư vú tăng 2 lần. Nếu mà trong gia đình mà có 2 người họ hàng ở đời F1 thì cái nguy cơ bị ung thư vú thì cái nguy cơ của mình sẽ tăng lên 3 lần. Là càng cao. Chính xác. Tiền sử cá nhân mắc bệnh ung thư vú, nghĩa là những cái người như mình mà đã mắc bệnh ung thư vú rồi thì cái khả năng của cái việc mà mắc ung thư ở cái bên còn lại là sẽ cao hơn. Có một cái nguy cơ nữa đó là mô vú dày. Mô vú dày hiểu là gì? Hiểu mô vú dày là gì không? Nó vừa trả lời là vú to. Hơi vô duyên nhưng mà lại nghĩ đến thế. Vú to không có, chả có gì vô duyên cả đúng không? Chả có gì vô duyên cả. Nhưng mà mình cũng nhận được cái câu trả lời tương tự khi mà mình đi tuyên truyền. Mình có hỏi các mẹ, các bà, các chị là mô vú dày là gì thì mọi người đều có trả lời câu tương tự là vú to là mô vú dày. Nhưng mà cái đấy là không phải. Đối với những người mà có tỷ lệ mô xơ cao hơn mô mỡ thì được chẩn đoán là mô vú dày. Và cái việc mà chẩn đoán mô vú dày này chỉ có đơn giản là các bạn đi làm cái chụp nhũ quang ảnh ấy, tức là X-quang mammography ấy, thì các bạn mới xác định được là mô, cái vú của mình có phải là mô dày hay không. Đôi khi những cái người ngực nhỏ thôi nhưng mà người ta cũng được chẩn đoán là mô vú dày, tại vì cái lượng xơ của người ta, cái mô xơ của người ta nhiều hơn mô mỡ. Đó là những cái trường hợp mà có tình trạng vú lành tính, như là các tổn thương không tăng sinh, các tổn thương tăng sinh không điển hình hoặc các tổn thương tăng sinh điển hình. Nghe cũng vẫn hơi bị gọi là chuyên môn hóa. Không, có gì. Tiếp, một cái nguy cơ không thay đổi được nữa đó là carcinoma tiểu thủy tại chỗ. Phụ nữ mà có carcinoma tiểu thủy tại chỗ thì có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn 7 tới 11 lần ở cả hai vú. Cái nguy cơ không thay đổi được tiếp theo đó là có kinh nguyệt trước 12 tuổi, mãn kinh sau 55 tuổi và xạ trị và thành ngực. Xạ trị và thành ngực là những cái người mà đã bị ung thư vú rồi, như mình là mình đã xạ trị rồi thì mình có khả năng mà bị ung thư vú ở bên còn lại, hoặc là thậm chí là có thể bị ung thư tại chỗ, tái phát tại chỗ. Cái nguy cơ mà liên quan đến lối sống em nghĩ là do sử dụng những cái tránh thai với lại quá liều, quá nhiều, hoặc là những cái thuốc đấy, tránh thai cấp tốc hoặc là dài ngày đấy, đều có ảnh hưởng đến ăn uống giờ giấc sinh hoạt. Nguy cơ liên quan đến lối sống đầu tiên đó là uống rượu. Thì dùng thức uống có cồn chứa khoảng 10 gram chất cồn mỗi ngày làm tăng nguy cơ ung thư vú trước mãn kinh 5%. Nguy cơ ung thư vú sau mãn kinh là tăng lên 9%. Đó. Thế nên là bạn nào mà bây giờ bạn nữ nào mà uống rượu nhiều thì nên giảm bớt uống rượu. Cái nguy cơ liên quan đến lối sống thứ hai đó là thừa cân hoặc béo phì. Ngoài ung thư vú ra thì mình sẽ mắc bệnh tim mạch nữa, rồi mắc bệnh cao huyết áp, rồi các thứ linh tinh. Và sử dụng liệu pháp nội tiết sau mãn kinh làm tăng nguy cơ ung thư vú. Liệu pháp sau mãn kinh là gì? Là sẽ có những người mà kiểu như là gần đến cái thời kỳ mãn kinh ạ, nhưng mà chưa muốn mãn kinh sớm, thì các chị sử dụng những cái liệu pháp nội tiết như là thuốc tránh thai, rồi những cái thuốc mà kiểu để làm delay cái việc mà mãn kinh ấy,
thì cái đó nó cũng là một phần tác động để làm tăng cái nguy cơ ung thư vú cao lên. Thì sử dụng thuốc uống tránh thai, thuốc tiêm tránh thai, que cấy dưới da, miếng dán tránh thai, vòng tránh thai đều làm tăng nguy cơ bị ung thư vú. Thuốc tránh thai đường uống gắn với tăng rủi ro ung thư vú dạng bộ ba âm tính lên gần 3 lần ở những phụ nữ từ 45 đến 64 tuổi. Thuốc tránh thai tăng 50% nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ trong gia đình có người mắc ung thư vú. Ví dụ như là bản thân Ly là người bị mắc ung thư vú này. Và nếu mà em gái Ly mà dùng thuốc tránh thai á thì cái khả năng mà bị ung thư vú của nó tăng lên 50% cơ. Một con số khá là cao. Mình ít hoạt động thể chất nó cũng là một cái mà có thể là tăng nguy cơ gây ung thư. Nói chung chứ còn không đơn giản chỉ là ung thư vú. Cũng là một cái lời cảnh tỉnh cho những cái chị em mà 30 tuổi như mình nha. 30 tuổi mà chưa sinh đẻ cũng có nguy cơ tăng khả năng bị ung thư vú cao hơn. Thế nên là ai mà bây giờ mà 30 tuổi, 28, 29 tuổi rồi mà chưa có bạn trai thì nên có bạn trai đi. Ai mà 30 tuổi mà chưa đẻ thì kiếm chồng, tìm chồng mà đẻ ngay lập tức đi. Tiếp theo là các nguy cơ có ảnh hưởng chưa rõ ràng. Cháu Ly có hỏi về cái việc là nó thức khuya thì nó sẽ như thế nào, và những cái hormone mà thức khuya nhiều quá thì sẽ bị ung thư á. Thì cái thức làm việc ban đêm và thức khuya này, nó được liệt vào các nguy cơ ảnh hưởng chưa rõ ràng. Người làm việc ca đêm có nguy cơ ung thư vú cao hơn 40% lá rồi đúng không? Chứ còn chưa mới có nhắc đến nguy cơ thuốc uống rượu thôi chứ còn chưa nguy cơ hút thuốc lá đúng không? Thế thì tiếp tục là mở một lời cảnh tỉnh cho những chị em nào hút thuốc lá. Và lời cảnh tỉnh cho bạn nha, bạn nào thì nhớ nha, bạn nào mà đang hút thuốc lá mà đang xem cái clip này của Ly thì nhớ ghi mặt Ly lại nha. Đây là cái lời cảnh tỉnh cho mày đây này. Hút thuốc lá có nguy cơ bị ung thư vú cao hơn 60% và trung bình họ được chuẩn đoán mắc bệnh sớm hơn người không hút thuốc 8 năm sự sống hơn mày. Hút thuốc lá thụ động thường xuyên trong một thời gian dài làm tăng bình quân 27% nguy cơ mắc ung thư vú, tức là vợ không hút thuốc lá nhưng chồng hút thuốc lá thì sẽ làm tăng cái nguy cơ ung thư vú lên 27%. Ở thời kỳ tiền mãn kinh, nguy cơ ung thư vú từ hút thuốc lá thụ động ở nữ giới tăng 68%. Nghĩa là những người ví dụ như tầm của tuổi mẹ mình á, mà có những người xung quanh hút thuốc lá ấy, mà mẹ mình là người hút thuốc lá thụ động ấy, thì cái khả năng mà bị tăng lên là 68%, một con số đáng báo động. Đó, đây là lời cảnh tỉnh cho những chị em nào hút thuốc lá, và chị em nào trong gia đình có người thân hút thuốc lá thì nên làm những cái biện pháp làm sao mềm mỏng cứng rắn, làm sao để cho mọi người đừng hút thuốc lá, đừng uống rượu nữa nha, mà nhiều thịt đỏ và nhiều chất béo. Rồi ảnh hưởng của môi trường. Ảnh hưởng của môi trường là khói bụi rồi thuốc trừ sâu. Ly mong là những cái thông tin mà Ly vừa đưa ra tuy nó rất là cơ bản nhưng nó sẽ hữu ích đối với lại tất cả các bạn. Nếu mà các bạn ủng hộ Ly thì hãy nhấn subscribe cho kênh YouTube của Ly để Ly còn có động lực để làm những cái video clip tiếp theo nha. Bye bye.